Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay Thanh Phương quay cửa cho mọi người xem nha mọi người. Hôm nay mình đang làm ở Xuân Phú, nhà của chú Chính Điều. Đó thì anh em mình cũng đã ráp cửa rồi ráp cầu thang. Đó thì bây giờ còn một số hạng mục nhỏ nhỏ nên là mình phải làm cho nó hoàn thiện luôn nha. Ok, nay mình mới cắt tóc. Mới cắt tóc xong nha mọi người. Bữa giờ tóc hơi dài nên là giờ cắt đi cho thoải mái. Thôi bây giờ mình không liên thiên linh tinh nữa. Bây giờ mình sẽ quay cửa cho mọi người cùng xem luôn nha. Ok, đây là sau đằng sau mình có một cửa này rất đẹp. Thôi bây giờ mình sẽ quay lại camera đằng trước quay cho mọi người cùng xem. Ok. Đây là một bộ cửa sinh pha bốn cánh Prima của tập đoàn Outdoor nha mọi người. Đây, đây là một bộ cửa bốn cánh có ô vít nhưng mà mở vào nha. Đó, cái này là mở vào. Ok, bây giờ mình sẽ tiến sát lại gần. Toàn bộ sử dụng kính cường lực. Đây đây là cửa sinh pha bốn cánh Prima, cái này là cửa siêu cao cấp nha, chứ không phải là cao cấp nữa. Cửa này giá nó tầm 3 triệu 2 một mét vuông. Cửa này rất rất dày. Thiết kế cũng khác khác thường nè mọi người. Sinh pha bình thường là nói chung là nó bình thường là còn này còn cao cấp hơn nữa. Này là cửa màu xám ghi nha mọi người. Ok rồi, đấy nãy giờ mình cũng đã quay cửa bốn cánh, mình sẽ lên lầu. Mình làm cũng khá khá nhiều cửa. Đây là khóa tô bang, hàng sản phẩm đồng bộ. Đây đây cửa mới vào nha chứ không phải mới ra. Ok, bây giờ mình đi lên lầu nha mọi người. Mình đi vào nha. Đây, đây là cầu thang kính cường lực tay vịn gỗ đỏ. Ok, bây giờ mình sẽ lên lầu nha. Quá trời cửa luôn mọi người, rất nhiều cửa nha. Đây là một bộ cửa bốn cánh mở ra nha mọi người. Đấy, phải ra ngoài thì mình mới thấy được. Không thôi nó bị chói sáng. Rồi, ok, ánh sáng ổn rồi đúng không? Đấy, đây là cửa sinh pha bốn cánh mở ra. Thì điểm phân biệt của cái cửa này á là nó có vân mọi người. Đây, đây là nó có vân. Đấy, thấy không? Nè vân nè, vân nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Ở còn cái cửa sinh pha kia là không có gân. Ở nó thẳng luôn. Sử dụng bản lề 4D nha mọi người. Rồi, bên đây có một bộ cửa sổ, tổng là hai bộ cửa sổ bốn cánh. Cửa sổ này là cửa sổ mở quay. À, không phải cửa sổ bốn cánh nha mọi người, sorry, đây là cửa sổ hai cánh nhưng mà có hai cái ô
theo cố định. À, đây chỉ là cứ hai cánh thôi. Đấy. Đây mở ra. Ok. Cửa sổ hai cánh. Hai ô cố định và hai ô mở quay. Rồi, mình qua tới bên đây. Bên đây đây mới đúng là cửa sổ bốn cánh nè mọi người. Đây. Hơi bị chá đúng không? Để mình lấy ánh sáng cho sáng thêm đi nữa. Ok. Đấy. Đây là cửa sổ bốn cánh, khóa đa điểm nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho tất cả mọi người cùng xem. Màu thì màu xám ghi. Đây. Ui quá mát. Mở ra cái mát lắm mọi người. Lấy được gió cái nó mát. Đấy. Quá mát. Đấy, thấy chưa? Để mình gài cái cái rèm này vướng bận quá. Rồi. Ok. Thấy chưa, bốn cánh đấy. Đó. Mọi người thấy cái màu rèm này với lại cái cửa nó có hợp, nhìn thấy cũng hợp đúng không? Màu cửa thì màu xám đậm. Còn màu rèm thì màu xám nhạt. Đấy, nhìn rất đẹp. Chắc chắn. Sử dụng cửa nhôm thì bao bền. Đặc biệt cửa của mình là mở góc 90 độ nha. À, chống gió, chống va đập. Ok. Rồi, đây là một bộ cửa vô phòng. Cửa đi, một cánh. Rồi. Kính thì kính mờ cát. Ok. Cửa này thì đơn giản, nhà làm cũng khá nhiều cửa. Ở đây cũng có một cái phòng nữa, đây cũng là một bộ cửa một cánh. À, bên đây có một bộ cửa chính, hai cánh và hai cái ô phích, ô cố định đó mọi người. Đó. Ok, thấy không? Rất nhiều cửa nha mọi người. Toàn sử dụng nhôm sinh pha outdoor thôi nha. Ở bên đây thì có một cái cửa sổ mở quay một cánh, có ô phích nha. Thường thường thì mình phải làm ô phích nhìn nó sẽ đẹp ngôi nhà của mình. Ở bên đây cũng có một cái. Mình không thể ra ngoài để quay hết toàn thể được, nhưng mà mình quay gần gần cho mọi người mường tượng đó nhé. Là hai bên, mỗi bên có một cái cửa sổ một cánh. Đấy. Đấy, còn ở giữa là một bộ cửa hai cánh to. Ok. Đó, mình đứng cái góc bên này mình nhìn cái cửa sổ bốn cánh nè. Mở ra một góc 90 độ. Khá là đẹp chứ mọi người hả? Khá là đẹp. Ok. Đây, còn cái này đặc biệt mình có làm lan can kính, lan can cầu thang đấy nha. Nè, lan can kính. Tay vịn inox. Nói chung là liên quan về kính nhôm là mình là toàn
mình làm hết nha. Ok, đây là một cửa vệ sinh. Đấy, cửa vệ sinh. Thường thường thì mình làm cửa vệ sinh với lại cửa phòng thì mình sẽ làm kính mờ cát. Đấy, mình thiết kế như vậy để cho người ta khỏi thấy. Còn không thì mình làm kính trắng, mình dán đề can cũng được. Rồi. Ok. Một chỗ này theo ba cái cửa. Một cửa ra ban công. Một cửa lên phòng. Đó, một cửa ra thêm một cái phòng bên này. Đấy. Ok. Nói chung là nãy giờ mình cũng đã quay hết toàn bộ cửa mình làm cho gia chủ rồi nha. Đấy thì mọi người có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha cứ liên hệ tới công ty Nhôm Kiến An Thịnh Phát tại địa chỉ tổ 1 khu phố 4, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Công trình của mình đang ở là ở Xuân Phú. Đó, mọi người nhớ đăng ký kênh Nhôm Kiến An Thịnh Phát để xem nhiều clip mới. Đó, mình sẽ chia sẻ ra những cái clip mà mình tự quay cho tất cả mọi người cùng xem. Ok, mọi người thấy hay thì nhớ bấm like, đăng ký, ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết. Bây giờ mình cũng đã quay hết số cửa cho mọi người cùng xem mà mọi người thấy như thế nào ạ? À? Đẹp đúng không? Ok, mình rất thích cửa nhôm. Nên là mình chọn ngành nhôm kiến để mình làm. Đó, tại vì hiện tại nói chung là nhôm kiến nó cũng khá là phổ biến đối với những nhà chuẩn bị xây. Đó, thì nói chung là anh em có nhu cầu làm nhôm kiến hay là cô chú có nhu cầu làm nhôm kiến á, thì cứ liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc là để lại bình luận. À, thì con sẽ gọi tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người nhá. Ok, tôi là nhân viên kinh doanh của công ty Nhôm Kiến An Thịnh Phát. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, bye bye.